Đại chúng trong room con xin được thành kính trên Đại Đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ truyền Tam Quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán nhất Tam Bảo và thọ trì quy giới phần phước pháp. Sanh lên nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tài sanh về đắc ánh thánh đạo thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Đà. Và kính bạch đại đức và toàn thể đạo tràng, và sau phần lễ bái Tam Bảo và chỉ quy giới và chủ và kệ, hôm nay chúng ta sẽ kể bản kinh pháp 84 mà chúng ta qua. Thấy cô thì ta cô Tuệ ở đây xích chặt giơ tay. Sa thú Huynh Bát Ta Na, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ăn đức Phật, đức Pháp, nhận đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào đạo tràng. Hay không có sư Tuệ Nhẫn hay cô tu nữ Tuệ Duyên vào room con kể trước để cho Huynh Bát Ta Na được nghỉ ngơi trong vài phút ạ. Kính cảm ơn sư Trần Đạo cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kính đọc câu pháp cú số 84. Na ta hề tu na para sa hề tu na bu che na than nang na ra thang na ức chay ya a me na sa mi thi ma ta nu sa si la wa bằng nha hòa thầm mi cổ si già na a ta hệ tu na pa ra sa hệ tu ta mi che na thang na ra thang na ức chạy ya a thầm mê na sa mi thi ma ta nu sa si la hòa bằng nha hòa thầm mi cổ si già na a ta hệ tu na pa ra sa hệ tu na bu ta mi che na tha nang na ra na ức chay ya me na sa mi thi ma ta nu sa si la hòa bằng nha hòa thầm mi cổ si già. Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không mình thành tựu với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Bản dịch của Quận Vích Minh Châu. Na a tu na para sa hệ tu na bu ta mi che na tha nang na ra thang na ức chay ya na a mi ti ma ta nu sa si la hòa bằng nha hòa tham mi cổ si già. Chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì con cái lộc tài trăm xe chánh đáng chê, bậc trí như vậy bồ đề nở bông. Chẳng vì mình người, chẳng vì sự nghiệp tiếng đời công danh, bởi do bất chánh bậc trí như vậy đạo hành. Có bằng tay chỉ Trần Đạo, kính mời chị. Thank you.
ơn Đức Thầy. Tọa mình kính chào quý anh chị trong đạo tràng và cảm ơn chị Đặng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 84 ạ. Hetu na parasa hetu na puttamicce na thanang narantang na ikkeya athammena samithi mat ta si la wa ban nha wa tham mi ko si wa na atat he tu na parasa he tu na buddha mi che na tha nang na ra phung thang na ikke ya atham me na samithi mat ta nu sa si la wa ban nha wa tham mi ko si ya. Không vì mình, vì người, không cầu được con cái, sản quốc độ, mình thành tựu giới diệt làm phi pháp, vì ấy thật, trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Đó là hổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na atta he tu na barasa he tu na buche na tha năng na rat tăng na ikkeya athammena samithi matta no sa sila wa banya wa tammi ko siya. Chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì con cái lộc tài trăm xe, làm điều bất chánh đáng chê, bậc trí như vậy bồ đề nở bông. Chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì sự nghiệp tiếng đời công danh, bởi do bất chánh mà thành, bậc trí như vậy đạo hành viên chung. Đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ, con đã kể xong, gửi mít lại cho chị Vô Thường. Dạ, hủ cho con biết tín hiệu sao mà con bị rớt ra ngoài hoài. Dạ. Na ta he he tu na ba ra sa he tu na bu ta je na pa na ba na ra. Na rắc thằng, tại hai cái chữ này con không nhìn thấy được, chỉ thấy nhìn chữ trắng, chữ màu trắng thì con thấy mà. Na e che a kha me na sa mi thi ma ta no sa sa si la wa ban nha wa tham mi ko si ya. Không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vì ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chẳng vì mình, chẳng người, chẳng vì con cái học tài điều bất chính đáng chê, bậc trí như vậy bồ đề nở bông. Chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì sự nghiệp, tiếng đời, công danh, bởi do bất chánh mà thành, bậc trí như vậy, đạo hành, viên chung, viên dung, Hòa Thượng Giới Đức. Na ta he tu na ra sa he tu na buttam mi che na pa nang na rang thang.
Này chê ẩm mê na sâm mi thinh ma ta nô sa si la hoa bánh nha hoa thăm mi cô si va nàng tê tu na bà ra sa hê tu cục ta mi chê na pha năng na răng thăng nai chê a thăm mê na sâm mít vi na ma ta nô sa thi la hoa ban na hoa thăm mi cô di ya nạc ta hê tu na bà ra sa hê tu nu bù ta mi chê na a năng na răng thăng nại chê qua a thăm mê na sa mi thi măng ta nô sa si la wa ya bạn nhà hoa thăm mi cô si không vì mình vì người dạ sa thu sa đồ đẳng thầy xích vô thường chưa sa thấy chắc bị rồi thấy thấy sức thường trở lại rung rồi. Dạ cảm ơn là xin chân đạo biết tờ rằng đông cho biết nhà là nam mô phật tha gia nam mô tham ma gia nam mô sẵn kha gia kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng kính đảnh lễ đại đức minh hạnh kính chào cô tu nữ viriya ratana cùng chư đạo hữu trong rung. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 84. Na atta tu na parasa hetu na putta mi chena thanang na ratthang na ichaya atthame na samiti matano sa sila va panva thamiko siya. Na rasa hetu na putta mi chena thanang na ratthang na ikeya atthama samiti martano sa sila vako atta na parta hetu na putta mana Naratthamena samitiko sa silava panyava thamiko siya. Không vì mình, vì người ấy, không tài quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi Phật chỉ giới có trí tuệ đúng pháp. Bạn gì chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì con cá chăm xe em. Làm điều bất ý như vậy, bồ đề nở bông. Chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì sự nghiệp, tiếng đời, công danh. Bởi do bất chánh mà thành, bậc trí như vậy, đạo hành viên dung bản phổ thơ của Ngài. Nhà Nam Mô Phật Tha Gia, hôm nay chỉ có ba dòng kệ thôi mà. Ba bốn dòng nhỉ. À Xúc Khá. À mình chào Xúc Khá, anh Đúc Khá. Hôm nay Đúc Khá có cầm mic được không? Nếu được thì chúng mời Đúc Khá kể bài kinh pháp ngũ số 84 nha. Tôi buông bỏ Khá có cầm mic được không? À nha.
Dạ lô, cô Tể Duyên vào room có, cô Tể Duyên có nghe được không ạ? À, kính mời cô Tể Duyên kể bài kinh pháp cú số 89. Biết cô Tể Duyên có đường truyền có ổn định không cô? Alo, không thấy cô Tể Duyên trả lời. Dạ rõ à, à kính mời cô nhá, tôi tùy bài kinh pháp cú số 84. À, kính mời cô. Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ và kính chào tất cả quý Phật tử. Dạ, tự nhiên chưa thấy bài kinh lên quách thanh á không? Alo, alo. Dạ, thấy rồi Đăng Đăng. Dạ, cảm ơn Đăng Đăng. Dạ, bây giờ tự nhiên sẽ bài kinh pháp cú số 84. Na a ta he tu na ra sa he tu na bu tam mịch chê na ta lăng na ra thăng na ích chay ya tham mê na ta mịch thì mặt ta nô xa si là hoa bánh hoa thầm mi cô si ya na a ta he tu na ba he tu na bu tâm chế na tha năng na gáp thăng na ích giá thầm mê na sa mịch thì ma nô sa si la hoa bánh nhà hoa thầm mi cô si ya không vì mình vì người, không được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu. Không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vì ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Phổ thư này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì con cái, lộc tài trăm xe, làm điều bất chánh đáng chê, bậc ký như vậy bồ đề nở bông. Chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì sự nghiệp, tiếng đời công danh, bởi do bất chánh mà bậc trí như vậy đạo hành viên dung. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Di Đức. Dạ, tự nhiên đã kể xong. Dạ, bây giờ thấy tín hiệu của Su Khác. Dạ, kính mời chị Su Khác. Alo. Dạ con cảm ơn cô Dạng Đông, chú Bát Thà Lá. Dạ con kính tri ân cô Tuệ Duyên. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, ơn đức giáo pháp, ơn đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức chư tôn đức tăng.
Con kính chào quý cô tu nữ cùng với cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 84. Na atta he tu la ba ra sa he tu la mu ta mi che la tha lang la ra thằng la ích chảy ra a thầm mê la sa mi ki ma ta lô sa si na hòa bằng nha hòa thầm mi cô si già la atta he tu la ba la ba sa he tu la mu ta mi che la tha lang la ra thằng la ích chảy ra a thầm tham mê na thi mát ta lô sa si na hòa bằng nha hòa thầm mi cô si già la át ta hề tu la ba giá sa hề tu la bút ta mi chê la thăng lằng la gia thằng la ích chầy ra a thầm mê la sa mi thi mát ta lô sa si na hòa bằng nha hòa thầm mi cô si già. Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thị với là vị có vệ đúng pháp. Đối bản dịch của Thượng Thích Minh Châu, dạ con đã đọc bài sau đó, dạ con xin xuống mic, dạ con kính mời chú lên mic ạ. Nam mô Bụt Thà giá. Dạ, thú sa thú lành thay sức khỏe đức khả. Nam mô Phật Thà Gia, Nam mô Tham Mà Gia, Nam mô Sáng Khá Gia. Chúng ta vừa xong kể bài kinh Pháp Cú số 84 Tạm Bát Tân Na. Không thấy ai vì nào giơ tay nên Phật ta đã nói xong rồi. Dạ, kính là đại lễ Đại Đức Minh Mẫn. Con xin Đại Đức Minh Mẫn giảng không ạ? Hôm nay Đại Đức Minh Mẫn giảng thế cho Đại Đức huy niệm không? À đúng vậy ạ. À. Ok. Dạ, kính tri ân Đại Đức cho biết đã rõ. Dạ, con khi cũng thỉnh Đại Đức Minh Mẫn thuyết giảng ý nghĩa và duyên sự từ vựng bài kinh Pháp Cú số 84. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Na mô tát sa pa kha wa to a ra ha to sa ma sa m put tát sa tham ma cha ro ka thi pa ti sa ham pa ti ka tan ya ri an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sa ta pri ya kha cha ti ka te se tu tham mang a nu kam pi mang pa chang phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhâm lời nhưng chẳng hơi ở đảo dậy nhắm vườn lộc giả ngài rời chân sang thuyết pháp độ các đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lặn rưới khắp thế gian bởi nhân cơ thích rằng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi chúng con ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Dạ, thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh Pháp Cú số 85. Nam mô Phật Thà Gia. Dạ, con xin được thành kính thỉnh Đại Đức Minh Mẫn ạ. Sa thú làm thay kính tri ân huynh Quách Thanh Á. Dạ Nam mô Bụt Thà Gia, Nam mô Tham Mà Gia, Nam mô Sang Khà Gia. Con đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo.
Đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm thứ tư chúng đi dự lễ giỗ của cố thượng tọa Thiện Minh ở Vĩnh Long. Về tới chùa rất là trễ, rồi phải làm việc, thành ra nó đường nó đuối. Và rồi lại phải chuẩn bị cho ngày hôm qua giỗ ở tổ đình Bủ Quang nữa. Nên chúng tôi có nhờ Đại Đức Quy Niệm Thông Sư Pháp Tính giáng hộ cho bữa thứ tư và hôm nay để trả lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 85. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ: Appakate manussesu. Appakate manussesu. Đoạn thứ hai: Ye chana, ye chana paragamino. Đoạn thứ ba: Athayang itara paccha, athayang itara paccha. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Tira mewa nutha vati, tira me wa nutha vati. Bây giờ chúng ta cùng nhau từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên appaka. Appaka có nghĩa là một ít, hay là một vài, hay là ít ỏi. Một ít, một vài, ít ỏi. Từ tiếp theo t. T đây là một đại từ, ngôi thứ ba số nhiều. Nhưng mà trong trường hợp này chữ t này đó làm chữ T này, là ngôi thứ ba số nhiều, có nghĩa là những người ấy. Từ tiếp theo manussesu, manussesu là manusa, manusa là con người hay là loài người. Manussesu là trong loài người. Cách thứ rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba, đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên ye, ye đây là một quan hệ đại danh từ. Chữ t những người ấy thì chữ ye đó có nghĩa là những người nào. Từ tiếp theo chana, chana đây là một cái danh từ số nhiều, có nghĩa là dân chúng,
quần chúng hay là quần xanh? Dân chúng, quần chúng. Rồi. Đoạn thứ ba, đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên á tha dân, tha dân ở đây đó, chúng ta lấy nghĩa theo ngữ cảnh đó, thì chữ á tha dân đây có nghĩa là còn lại, sót lại, dư lại. Còn lại sẽ dư lại. Từ Itara. Itara ở đây là một tính từ. Một tính từ. Bổ nghĩa cho chữ Pacha sau đó thành ra cái chữ Itara ở đây đó, mình dịch là Pacha. Pacha có nghĩa là những người hay là đám người. Đây là danh từ số nhiều. Itara Pacha là những người khác hay là chúng ta bước sang đoạn thứ. Đoạn thứ tư chúng thấy có hai từ. Từ viết nối thành ra có một từ ha. Đây là một chúng ta tách ra. Ti răng cộng với là e quá cộng với là anu tha quá tí. Chữ e quá đây đó chúng ta không có dịch nghĩa, chữ e quá đây xem như là một cái từ đệm cho nó đủ, đủ âm ở trong một cái đoạn, một câu có 8 âm hoặc là 9 âm hoặc là 10 âm. Y răng có nghĩa là bờ, cái bờ hay là mé sông. Còn từ anutha quá tí đây là một cái động từ của câu. Tha quá tí có nghĩa là hay là chạy theo, đi theo hay là chạy theo. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Thật sự ra thì cái câu này, việc dịch văn kệ của Ngài Hòa Thượng đó đã rất là hay rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn dịch cho bà con chư Phật tử chúng ta đã biết thêm về văn xuôi. Tê Manusê Sú, trong số những người ấy, Apaka có ít người. Pa Dê Chá Na Paragamino đến được bờ kia. A tha dân Itara Pacha, những người còn sót lại hay là những người còn ở lại. Ti ra mê wa nu tha wa ti, chạy dọc theo mé bờ, chạy dọc theo mé bờ. Hay mình còn hiểu đó là chạy theo bờ bên này. Dạ rồi, đó là ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Ý nghĩa việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 85. Dạ, kính tri ân xít. Xít này là xít gì đấy? Ai đang đánh máy đây? Xin Rạng Đông ha.
Triền Xích Rạng Đông đã hỗ trợ phần báo bài máy để bà con Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chia sẻ từ vựng cùng với việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 80. Tại vì Xích chat liên tục vậy đó thì không có thấy cái nick của Xích. Lúc mà ngưng lại chút vậy đó thì bắt đầu mới có thể thấy được. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhawa buddhang phakkhavantang appivadeemi swakkhato phakkhavata dhammo dhammang nammassami suppattipanno phakkhavato sasangho sanghang nammami namaturattanattayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung đảnh lễ và tán. Đệ tử nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư tăng. Phước báo phát sanh và tán dương chúng con kính chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp. Tại râm pháp quốc kinh chuyên đề Nam Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học kệ pháp cú số 85. Câu kệ này nằm trong phẩm Pandita Vagga, phẩm hiền trí. Câu kệ này cùng với câu kệ tiếp theo là câu kệ pháp cú số 86 có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chetavana đề cập đến một nhóm thiện tín nghe pháp. Tương truyền rằng vào thời kỳ Đức Phật có rất là nhiều người ở dọc theo con đường từ dọc theo con đường ở trong thành Sawatthi. Những người này họ thỏa hiệp với nhau dẫn đến thành lập một cái đạo tràng. Đạo tràng này thường xuyên làm phước, rất là nhiều cái loại phước. Thì một lần nọ họ làm phước trai tăng xong, bắt đầu đó họ mới rủ với nhau đó là tất cả mọi thành viên đều ở đêm để nghe pháp. Nhưng mà xin thưa quý vị đó là nhưng mà họ không thể nào đó toàn thể cả nhóm đều có thể thức nguyên cả đêm nghe pháp được. Thành ra đó là đêm đó họ nghe pháp đó thì là có một số người đó thì vì cái lòng tham dục nó khởi lên cho nên đó là từ bỏ, do sự nổi lên bực bội khó chịu cho nên cũng từ bỏ. Có một số người đó thì vì hôn trầm thủy miên nó xâm chiếm, thành ra đó mặc dù có người ở đó nhưng mà cũng xem như đó là cái tâm không có ở đó, tâm vô ngũ thiền, gục lên gục xuống. Như vậy thì mặc dù đó là đã hạ quyết tâm và đồng thuận với nhau vậy, nhưng mà kỳ thật ra đó thì nguyên cả nhóm đó đó không còn lại được bao nhiêu người ngồi lắng tâm nghe pháp cho nó trọn vẹn cả.
Đến ngày hôm sau, chư tỳ kheo, nhất là các cái vị phàm tăng đó, mới tụ họp tại giảng đường, đem cái đề tài nghe pháp của thiện nam tín nữ này ra bàn tán. À, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngài mới đi vào giảng đường và ngài hỏi chư tỳ kheo: này các tỳ kheo, các thầy đang thảo luận về cái việc chi đó? Chư tăng mới thưa bạch ngài: con đang thảo luận về sự kiện mà chư thiện nam tín nữ nghe pháp đó. Nương theo đó, Đức Thế Tôn mới dạy các tỳ kheo: những chúng sanh ấy theo các hữu hay là các cảnh giới, Phawanimitta, các cảnh giới như thế, cho nên đó là rất ít người qua được bờ bên kia, tức là qua được Niết Bàn. Đó là ngài nói đó là chúng thì sống theo các hữu hay là các cảnh giới, quyến luyến các hữu hay là các cái cảnh giới đó, thành ra đó là rất ít người đạt được đến, tức là rất ít người đạt được sự tịnh lặng. Sau khi Đức Thế Tôn ngài dạy như vậy xong, bây giờ ngài thuyết lên một loạt hai câu kệ. Hôm nay chúng ta học câu kệ đầu là câu kệ pháp cú số 85, ngài thuyết: Appakate Deca Paragamino Athayang Itrapa Tiramewanutha Vati. Và câu kệ này được ngài Hòa Thượng Minh Đệ thơ năm chữ: giữa nhân loại ít người, bờ kia đạt đến nơi, có nhiều người còn lại chạy theo bờ này mãi. Rồi cũng lại có một cái bản dịch khác của ngài Hòa Thượng Minh Châu mà các MC Potlum: ít người gọi đến được kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Bây giờ chúng ta lại còn có thêm một số các cái bản dịch khác nữa, cho nên qua nhiều cái bản là những cái phần tham khảo để chúng ta hiểu được ý nghĩa chứa đựng ở trong cái câu kệ Pali mà Đức Thế Tôn ngài dạy. Ở đây các MC có đưa lên một cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Giới Đức, chúng tôi xin được đọc cho quý vị nghe luôn. Giữa đám nhân loại vật vờ, may ra ít kẻ vượt bờ bến mê, phần đông cười khóc ê chề, tâm hồn rách nát kéo lê bờ này. Ủa cái này hai câu thành một luôn ha. Phần đông nhân loại vật vờ, sống say chết mộng bên bờ, quấn quanh xuôi ngược ê chề, đảo điên tất bật kéo lê bờ này. Chúng tôi mới đọc Hòa Thượng Pháp Minh để quý vị cùng nghe. Nội trong đám quần này, bờ kia đạt đến một vài mà thôi, còn thì vơ vẩn bồi hồi, bao nhiêu người khác tại nơi bờ này. Của các vị tiền bối hay dịch ý của câu kệ Pháp Cú Bali Thế Tôn ngài đã thuyết. Những cái bản dịch này là những cái tham khảo để chúng ta hiểu được ý nghĩa trong câu kệ Pali. Vậy thì cái câu kệ này đó đại ý là gì, xin thưa quý vị? Để hiểu được đại ý cái câu kệ này đó, chúng ta nhớ tới một cái bài kinh mà Đức Thế Tôn ngài ví. Ngài nói: này các tỳ kheo, con bò đó thì cái sừng nó nhiều hay là cái lông nhiều? Thì chư tỳ kheo mới trả lời là cái lông con bò đó thì nhiều hơn, còn cái sừng con bò đó thì ít.
À, thì nương theo đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy đó là chúng sinh mà đi lên nó giống như sừng con bò, còn chúng sinh mà đi xuống đó, thì như là lông con bò. Là lông con bò. Rồi những người mà đi lên đó, xin thú vị, có khả năng mà đi ra khỏi tam giới đó, thì là càng ít nữa. Dạ, là càng ít nữa. À, thì đó chính là cái đại ý đó, xin thú vị. Đại ý đây đó, Đức Thế Tôn sẵn cho là trong tam giới này, người mà đi ra khỏi tam giới này đó, thì vô cùng ít ỏi. Còn người mà đi lòng vòng đường xưa lối, theo đường xưa lối cũ đó, thì đa số, hằng hà sa số. À, thì đây là một cái so sánh. Thì từ cái so sánh đó, bây giờ chúng ta phải suy gẫm để tự đặt ra cho mình những cái câu hỏi. Là tại sao mà người đi ra khỏi tam giới này đó lại ít vậy? Tại sao những người đi lòng vòng ở trong tam giới này lại nhiều? Và khi đi ra khỏi tam giới này đó thì như thế nào? Còn khi mà phải bị lòng vòng ở trong tam giới này đó, thì phải bị ra làm sao? Đó, khi chúng ta suy gẫm là tự đặt ra cho mình những cái câu hỏi vậy, rồi bây giờ tự kiếm sách vở nào, hoặc là qua các cái vị giảng sư hay là bạn đạo của mình, mình biết được câu trả lời. Khi mà mình biết được câu trả lời rồi, thì bây giờ tùy thuộc vào cái thứ ba là mật độ của mình đến đâu, để lúc đó đó mình có thể khởi lên được cái kinh cảm trí hay không, mình có thể trở thành người sợ hãi đối với tử sanh luân hồi hay không. Khi nào mà mình sợ hãi đối với tử sanh luân hồi, mình có cảm trí đó, à, thì bây giờ cố gắng siêng năng nỗ lực tinh tấn nghe pháp, học pháp, lấy pháp làm kim chỉ nam, làm hướng đạo để sống theo, từ đó mà mình đi lên rồi đi ra khỏi tam giới. Giáo pháp của Đức Thế Tôn có một cái đặc ân, đó là Upanayiko, là hướng con người thực hành theo đó có được sự tiến bộ và giải thoát. Bây giờ chúng ta mới cùng nhắc nghĩa chi tiết của cái câu kệ pháp cú số 85 này. Để từ đây đó mà chúng ta có thể hiểu được là tại sao số chúng sinh phải xuôi ngược bờ bên này, hay là phải bị tử sanh luân hồi. Ở trong câu kệ Đức Thế Tôn ngài dạy: Appakate manusse suye chana paragamino. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia. À, đến được bờ bên kia. Đó, thì ở đây đó chúng ta hiểu hai khái niệm. Ở trong hai câu đầu này chúng ta hiểu hai. Thì bờ bên kia là gì? À, rồi chứ nhân loại ở đây đó mình phải hiểu ra làm sao? À, thì sư tu cái gì bờ bối đó, đó chính là Niết Bàn. Là Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa đó là tịnh, vắng lặng, chấm dứt các hành. Tức có nghĩa
là bờ bên vô sanh, không còn sanh nữa, chấm dứt mọi hiện hữu. À thì đó chính là bờ bên kia. Như đạt đến bờ thành mãn cuộc tu, thành mãn cứu cánh đời sống phạm hạnh, à, thì mình sẽ đạt được bên, đến bờ bên kia. Đạt được đến bờ bên kia đó, à, thì Đức Thế Tôn ngày dạy đó là áp ca tê mệ sủ, ít người giữa nhân loại. Đó, đạt được bên bờ bên kia đó, hay là giải thoát đó, ít người lắm, xin thưa quý vị. À, thì mà nút xe xuống ở đây nó có nghĩa là gì? Manus là con người. À thì dưới con người đó là còn có lục đạo đó, xin thưa quý vị. Thì ở dưới người đó là còn có bốn. Ở trên người đó trời. À, trời nè, người nè, Atula nè, địa ngục nè, súc sanh nè, à, quý khổ. À, chứ vậy đó là giữa những con người đó. À, thì tại sao đây là Đức Thế Tôn ngài sử dụng là Manusa mà ngài không có sử dụng là Sát-tá chẳng hạn? Sát-tá là chúng sinh nói chung. À, là vì rằng bốn cái đường khổ đó, xin thưa quý vị, là không có khả năng đi, à, không có khả năng để chứng đắc đạo quả. Thành ra đó là không có khả năng thoát ra khỏi được tam giới. À, mà bốn cái đường kia đó, muốn ra khỏi được tam giới này là phải tiến lên từ từ. À, tiến lên từ từ. Tiến lên thành người nè, hoặc là thành trời đó. Thì lúc đó mới có cái khả năng cơ hội để thoát ra tam giới này. Thoát ra tam giới. À, thì chúng ta thấy ở trong tam giới này nè, có sáu đường đó, người, trời, rồi bốn đường khổ. À, như vậy thì chúng ta thấy đó, càng lên cao chừng nào đó, à, thì cái số lượng đó càng ít cao đó, thì số lượng càng nhiều. Như vậy có nghĩa đó là chúng sinh mà ở bốn đường khổ đó là nhiều. À, chúng sinh ở đường người đó là ít hơn. Rồi chúng sinh ở đường trời đó thì lại ít hơn. Dạ, ít hơn nữa. Và đây Đức Thế Tôn ngài sử dụng cái từ Manusa. Manusa có nghĩa đó là con người, à, có được một cái sự tiến bộ, à, để thực hiện được nè, à, điều cực ác và điều cực thiện. À, tức là ác đó thì cũng có thể đó là ác đến tột độ, tức là phạm ngũ nghịch đại tội. Nhưng mà thiện thì cũng có thể là đạt đến cái đỉnh cao của thiện, là thành tựu chánh đẳng chánh giác. À, thành tựu chánh đẳng chánh giác. À, thì trong số những cái con người đó, đó, trong số những cái chúng sinh đó, đó mình nói chung vậy. À, thì cái người đó mà giải thoát được đó, rất là ít. Dạ, rất là ít. Thì tại tương kinh có lần nọ đó Đức Thế Tôn ngài hỏi Tôn giả Ananda, nói này Tôn giả Ananda, chứ ở trong nhân loại này người có chánh kiến nhiều hay là có tà kiến nhiều? À, thì Tôn giả Ananda đó trả lời đó là bạch Đức Thế Tôn, người có tà kiến nhiều. Rồi cũng nương theo đó cái ngài mới hỏi một loạt nhiều các cái pháp đối lập nhau vậy. Ác giới nhiều hay là người phá giới hay là người giữ giới nhiều, người có tuệ nhiều, người có chánh tuệ nhiều hay là người có ác tuệ nhiều?
Tôn giả Ananda đều trả lời đó là người ác giới nhiều, người ác tuệ nhiều nè, người phóng dật nhiều nè, vân vân. Tức là người có phiền não đó là nhiều. Và rồi Đức Thế Tôn ngài khẳng định đúng vậy. Dạ đúng vậy. Dạ. Thì sở dĩ đó mà người đạt đến bờ kia tức là người giải thoát đó ít, còn người đó mà không giải thoát nhiều, là vì vì cái gì xin thú vị? Vì do vô minh và ái tham, tức là do còn có cái phiền não luân hồi. Đây là chúng ta nói gọn. Còn nếu như đó mà nói rộng ra đó thì do còn phiền não ác pháp, do còn quá nhiều phiền não ác pháp cho nên nó mới phải bị lòng vòng đi lui đi tới ở trong tam giới này. Khi nào đó mà hết phiền não ác pháp đó thì mới đi ra khỏi được tam giới này. Mà nói gọn lại theo thập nhị nhân duyên đó thì do còn vô minh và cho nên đó mấy lòng vòng ở trong tam giới này. Mà vô minh là tham ái là sao à? Tại sao vì vô minh tham ái đó đó mà mình phải đi lòng vòng? Xin thưa quý vị đó, do vô minh cho nên nó che đậy. Nó che đậy lại khiến cho con người đó không có hiểu được còn có cái hiện hữu này nè là còn khổ. Dù cho hiện hữu ở bất kỳ cái nào, nhất quẩn, tứ quẩn hay là ngũ quẩn, cứ còn có hiện hữu là còn có khổ. Nhưng mà vì do vô minh che đi, thành ra đó là mình không có, con người không thấy vậy, con người không hiểu ra được vậy. Thì cái khổ đó đó chúng ta hiểu đó là có ba, là khổ khổ nè, hoại khổ nè, và hành khổ. Thì cái khổ mà vi tế đó chính khổ. Còn có sự sanh diệt của tâm, còn có sự sanh diệt của sắc pháp, thì khi đó còn khổ. Không có khổ kiểu này thì cũng sẽ khổ. Bây giờ có thể mình đang là cái chúng sinh ở cõi phi tưởng phi tưởng xứ. Nhưng mà nó ảo đảm cho mình đó là mình được sanh trở lại đó, hoặc là mình bị rớt xuống và rồi mình bị đọa vào bốn đường khổ. Khó xin thú gì đó. Không ai bảo đảm được mình, không ai bảo đảm cho mình được điều đó cả. Cho nên đó là cứ hễ còn hiện hữu là còn khổ vậy. Nhưng mà vì con người không có thấy ra, không có hiểu ra, thì sở dĩ không thấy ra, không hiểu ra đó là vì do cái vô minh nó che đi. Thì khi mà vô minh nó che đi vậy thì bây giờ sao? Tham ái nó thôi thúc và nó giật dây khiến người đó thích trong cái khổ đó. Và thích trong cái khổ đó thì thích thú với việc được làm người. Khi được làm chư thiên thì thích thú với việc được làm chư thiên. Khi được làm súc sinh thì thích thú với việc được làm súc sinh. Khi được làm quỷ khổ thì thích thú với việc được làm quỷ khổ. Khi được làm Atula thì thích thú với việc được làm Atula. Khi được làm địa ngục, được làm sinh địa ngục. Hoặc nói cách khác hơn là khi đang ở cõi dục thì thích thú đam mê quan hỷ dục. Ở cõi sắc thì thích thú đam mê đắm nhiễm quan hỷ thỏa mãn với cảnh giới đó, cõi đó. Khi ở cõi sắc giới, cõi giới thì quan hỷ thích thú đắm nhiễm đam mê hài lòng với cảnh giới đó, với cảnh giới đó. Thì quan hỷ nè, thỏa thích nè, thích thú nè, đắm nhiễm nè, hài lòng nè. Đó chính là
thú đắm nhiễm hài lòng trong cái khổ. Và khi mà còn thích vậy đó thì tức là âm thầm gieo cái chủng tử, cái hạt tử để tiếp tục còn hiện hữu. Dạ, để tiếp tục còn hiện hữu. Và xin hỏi bà con chư Phật tử chúng ta đó, đối với con người mình với nhau thôi nè, ở cõi người mình hiện tại đây nè, là theo cái biết của mình đó, vào khoảng 9 tỷ người này, thì trong số đó mở rộng bàn tay không bao nhiêu đâu, xin thưa quý vị, giờ không bao nhiêu đâu. Rồi trong số những người sống mà mở rộng bàn tay đó đó, lại có bao nhiêu người sống mặn bằng tay mà ước ao ước muốn từ bỏ sự bủn xỉn tham lam, lại càng ít nữa. Rồi trong số khoảng 9 tỷ người này là có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện sống khép mình vào khuôn khổ, không có tự do một cách thoải mái, không có sống theo cái kiểu đó là thích làm gì làm, thích nói gì nói, thích suy nghĩ gì suy nghĩ. Không bao nhiêu người đâu, xin thưa quý vị. Rồi trong số những người đó mà cam tâm tình nguyện khép mình sống vào khuôn khổ đó đó, thì có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện khép mình sống vào khuôn khổ đó đó để từ bỏ đi sự sân hận, để từ bỏ đi cái sự ngã mạn. Không có bao nhiêu người hết, xin thưa quý vị. Dạ không có. Rồi có bao nhiêu người trong số 9 tỷ người này nè, mà ra được thân này nè, thân quẩn này, xin thưa quý vị, là đồ lót cáp, là đồ giả hợp. Không có bao nhiêu người, không có bao nhiêu người đâu. Nhưng mà rồi trong số những người ít ỏi đó, thì có bao nhiêu người thấy ra được rằng thân ngũ quẩn này nè là đồ giả hợp thật sự. Không bao nhiêu người đó, xin thưa quý vị. Bản thân chúng tôi cũng có hiểu về lý vô ngã vậy đó. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, ai mà chữa cũng khó chịu điên. Ai mà nói nặng nói nhẹ cái là cũng khó chịu điên. Mặc dù mình cũng biết thân ngũ quẩn này đó là đồ lắp ráp, cho nên đó là người ta mới có một cái câu thơ như thế này: không đã đành vậy nhưng lòng vẫn đau. Như vậy có nghĩa đó là mình cũng biết thân ngũ quẩn này đó gồm có nhiều yếu tố nó hiệp hội lại vậy. Nhưng mà vì do gì? Cái túc duyên ba la mật độ của mình còn, cái khả năng khống chế kiềm chế làm chủ cái tâm của mình còn yếu quá. Cho nên đó là cái biết cái hiểu của mình chỉ mang tính cách là cái hiểu cái biết theo sách giáo khoa thôi, hoặc là cái hiểu cái biết theo tư duy thôi. Chứ còn mình chưa đạt đến được cái hiểu cái biết qua thực chứng. Biết vậy, nhưng mà ai đụng vô cái tôi cái ta của mình thì bắt đầu đó là tam bành lục tặc, nó có khi nó nổi lên. Thì thành ra đó là trong số những người nè hiểu biết được đó, vạn vật ở trên thế gian này đó là vô thường ngã vậy đó. Nhưng mà cái biết đó đó, xin thưa quý vị, chưa đủ để khiến cho họ ra khỏi được cái này. Và trong số những cái người mà biết đó đó, xin thưa quý vị, được bao nhiêu người biết theo kiểu thực chứng? Rất là ít. Sẽ có cái tư tưởng ý nghĩ cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Khi ở trong cái cõi thích thú quan hỷ đối với cảnh dục, khi ở trong cõi sắc thì thích thú quan hỷ trong cõi sắc, khi ở cõi vô sắc thì thích thú quan hỷ ở trong cõi vô sắc.
Tức là vô minh và tham ái nó cứ còn mãi đó. Mà khi nào vô minh và tham ái nó cứ còn mãi thì tiếp tục hiện hữu mãi. Cho nên là cứ chạy dọc theo bờ này mãi vậy. Và cứ chạy theo dọc bờ này mãi vậy. Chứ không có thể nào đó mà thoát ra được. Cho nên đó là những ai mà muốn thoát ra được đó, thì chúng ta phải hỏi, phải nghiên cứu, phải làm sao đó để tìm ra được một cái phương pháp, cái cách thức nào đó để khi đủ cái đó, mình thấy hiện tượng sanh nè, hiện tượng già nè, hiện tượng bệnh nè, hiện tượng chết, mà mình khởi lên cái sự sợ hãi, khởi lên kinh cảm trí, thì lúc đó, đó mới có thể đó là cố tinh tấn siêng năng để trao dồi nè, để quân tu nè, để kiềm chế nè, để kiểm soát nè, để làm chủ được cái tâm của mình. Thì lúc đó, đó mới mong, mới may ra có thể đi ra khỏi tam giới được. Chứ còn khi nào đó mà mình sống cứ còn tham, cứ còn vô minh đó thì mãi, mình mãi mãi đi vòng vòng ở trong tam giới này. Thì đây là ý nghĩa của cái câu kệ đầu, câu kệ pháp cú số 85. Ngày mai chúng ta sẽ học đến câu kệ pháp cú số 86. Số 86 đó, chúng ta sẽ biết được cái cách thức để khỏi tam giới này, tức là đạt được đến bờ bên kia mình cần phải làm như thế nào. Và khi mà đạt được đến bờ bên kia thì mình sẽ có được một cái ít hay kết quả gì. Chúng tôi xin được chấm dứt cái giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 85 tại đây. Phước báo phát sanh do pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài ông phạm hạnh. Xin được chia điều phước báo này đến toàn thể quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Mong phước báo này hộ trì quý vị được hanh thông trong được pháp. Báo khác xin hồi hướng tất cả chư thiên ba đại qua lực đại thần lực. Chư ngự tại chùa chúng tôi đang ở tại nơi nhà của tất cả quý vị. Cầu mong quý vị thọ nhận phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin các vị hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng quá an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu sa thu lành thầy, thay mặt thầy chúng trong room con xin được thành kính trên đại đức thuyết giảng từ vương từ bài kinh pháp số 80 đến nào Phật chúng con cùng mình chúng một lần nữa con xin được thành kính cung tiền đại đức minh hạnh từ bi chúc phúc cho rung sau khi nghe pháp Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin được thành kính cung tiền đại đức minh hạnh và từ saparakhan từ sapede và từ sapputa nữ hòa về nơi sa đa sa ti phong anh tu tế và từ sapamang ở lãng ra khan từ sapede và từ sapanhamma nữ hòa về nơi sa đa sa ti phong anh tu tế và từ sapamang ở lãng ra khan từ sapede và từ sapanhamma nữ hòa về nơi sa đa sa ti phong anh tu tế. Tất cả phu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thần thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay, chúng con xin được thành kính truyền đại đức minh hạnh đã từ bi hoan thì tăng để chúc phúc cho đồng sau pháp
Bát xin được kính mời toàn thể đạo tràng hướng tâm trong sạch về ba ngôi tam bảo thì cùng Bát Thân Hà hồi hướng phước báu đến các vị chư thiền. Ya thế và đa san ti vi ha ra hoa si tu pe kha re po thi kha re ta hình ta hình ta tham ma đa na pha văn tu phu chi ta so thinh ka ron te ta vi ha ra man đa le thế ra cha ma cha na va ca Phi kha vô ra mi ka da na pa ti u pa sa ka Kha ma cha de sa ni kha ma cha i sa ra Sa pa na phu ta su khi ta pa wan tu te Cha la phu cha ye pi chan da sam pa wa Sang se da cha ta atha vô pa pa ti ka Ni ya ni kang tham ma varang pati chate Sa pe api dukha sa karam tu sang khayang Tha tu chirang sa tang tham mo tham ma thara cha phu khala Sang ho ho tu sa ma ataya cha hitaya cha Am he rakhatu sa tham mo sa be pi tham ma charino Vô thịnh sám pa phu nai yama Tham ma ariya pa vệ đi tê. Do sự báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Thập chư đại đức tăng kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp rung rung pháp cú kinh chuyên đề ngày hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh cho tôn đức tăng. Kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17 giờ ngày hôm chúng ta sinh hoạt Phật pháp như thường lệ. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính chào tạm biệt và con xin được đóng rung.